Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ba lô mới của Xiaomi. Đây là ba lô Xiaomi 90 ha, một hãng của công ty con của Xiaomi. Đây nó sẽ có hai màu là màu xám và màu đen như thế này. Màu xám thì mình đang dùng, màu đen thì là hàng mới. Đây, ba lô rất là chắc chắn và có thể đựng vừa các laptop 15.6 inch rất là dễ dàng nha. Ở cái ba lô rất là to như thế này để các bạn đựng gì cũng được. Và có hai bên, hai ngăn nhỏ hai bên để các bạn đựng dù hoặc là đựng chai nước. Và bên trong thì là sẽ có một cái ngăn để laptop như thế này, ngăn để đồ đạc hoặc là có một ngăn dây kéo cũng khá là to, to gần bằng với cái ngăn ở bên ngoài. Và có thêm hai cái ngăn nhỏ để đựng bút viết gì đó hoặc là các bạn muốn đựng gì thì đựng. Nó rất là ngon. Và nó sẽ có cái khung để cố định như thế này, rất là cứng này. Này khi kéo nó sẽ như thế này đây. Đó. Nó sẽ có cái khung. Hai cái khung cố định. Kích thước của cái ba lô này á là 31.5 x 14 x 44 cm nha ha. Đây. Đeo lên vai thì rất là đẹp và chắc chắn luôn. Nó được làm từ vải polyester và sợi polyester. Theo Xiaomi nói thì nó sẽ có chống nước ở cấp độ thứ tư. Thì cấp độ thứ tư thì mình cũng không biết là nó sẽ như thế nào, nhưng mà nó chống nước cũng khá là tốt, tại vì mình đi mưa phải 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 thì không vấn đề gì hết. Và nó sử dụng dây kéo của IIK, một hãng dây kéo rất là nổi tiếng. Và ở trên đây có ghi là số 90 ha. Mình dùng cũng được vài tháng rồi, nhưng mà cái dây kéo này chưa hề bị một chút vấn đề gì luôn. Và cũng không thấy bị chày chụa gì luôn á, rất là xịn. Và theo Xiaomi nói thì cái sợi polyester này thì nó chống sờn rách và tưa vải thì hay mình thấy thì khá là đúng, tại vì mình dùng cũng nhiều rồi, mang cũng rất là nhiều mà chưa bị một vấn đề gì luôn. Đây cũng không bị dơ luôn á. Mình mang màu xám, đây màu xám mà mình chưa thấy nó bị dơ gì hết. À, có bị dính một miếng cái gì rồi, nhưng mà không bị sờn rách thì đúng là thật. Đây, dây đeo thì rất là êm. Và ở đây cũng êm luôn, thì các bạn có thể mang laptop rất là dễ dàng. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại cái màu đen ha. Ba lô này thì đựng vừa laptop 15.6 inch. Bên mình cũng có mấy cái ba lô nhỏ hơn, thì dạng mini đựng vừa laptop 14 inch, cũng có chống nước và dây kéo cũng của IIK luôn, rất là xịn. Mình sẽ để hình ở đây, vài hình để cho các bạn xem. Và cái clip về cái ba lô đó thì mình sẽ để bên dưới cho các bạn. Nếu mà bạn muốn ba lô nhỏ gọn hơn, đựng laptop nhỏ hơn, ví dụ laptop 13 inch, 14 inch, 11 inch thì rất là tuyệt vời. Cũng của Xiaomi luôn và giá cực kỳ rẻ, nó chỉ có mấy chục ngàn thôi. Ba lô này thì giá khoảng 400 ngàn ha. Rồi nếu các bạn nào muốn mua thì mình sẽ để số điện thoại mình ở đây, 0927387179. Và link mua hàng được miễn phí vận chuyển mình sẽ để ở bên dưới, kèm với cái link review về cái ba lô nhỏ gọn kia ha. Rồi xin cảm ơn các bạn.